Trời trời, không biết giờ mình hẹn ra đây xong rồi kêu giang hồ đánh hội đồng nữa không? Là lẹ quá. Đánh hội đồng thiệt rồi. Ê, tôi đang định kiếm bà mà bà cũng tự dẫn sát tới. Lần này á tôi không bỏ lỡ cơ hội để xử bà đâu. Lý nói với tôi là nếu như bà thay đổi Lý sẽ thích bà. Cái gì? Bà giỡn mặt với tôi hả? Lý nào? Không có. Có bằng chứng nè, bà coi đi. Nè. Nếu mà Kim chịu thay đổi thì tôi sẽ không thích bà nữa, mà tôi sẽ đi thích Kim. Có thiệt không vậy? Trời ơi, thiệt chứ, bằng chứng gần cạnh đây rồi, thiệt chứ không thiệt gì nữa. Chính Nguyên là người quay cái clip này mà. Ê, vậy là tôi có cơ hội rồi đúng không? Nhưng mà chắc chắn á, bà với Lý không có gì đúng không? Trời ơi, có cái gì trước đó đâu mà không có gì lại có. Ê, vậy là tôi phải thay đổi. Tôi thay đổi sao? Bà giúp tôi đi. Nếu như bà giúp tôi á, thì bà sẽ trở thành bạn thân nhất của tôi. Tôi hứa với bà luôn, trong trường không ai dám đụng tới bà đâu. À, giúp. Nhưng mà bà đừng có hung dữ quá nha. Bà mà hung dữ không ai thích bà đâu. Hứa nha. Ê Lý. Sao? Có chuyện gì? Nói lẹ đi nha. Tôi không thích nói chuyện với tình địch đâu á. Nói gì vậy? Cái gì mà tình địch? Từ tình địch ấy chỉ dành cho người lớn thôi. Còn tụi mình vẫn còn đang học sinh mà. Học sinh? Tôi lớn rồi, tôi có quyền yêu đương chứ. Chung là hôm nay tôi đến đây không phải để nói ông chuyện này. Tôi có một người muốn gặp ông này. Ai vậy? Đây là người tôi muốn cho ông gặp này. Nói gì đi, rung quá. Chào Lý. Chào Lý. Hôm nay bạn chúng gì mà mặt đẹp quá vậy? Đâu có đâu. Thì Lý đã nói với Thi với lại Winner là nếu như Kim thay đổi thì Lý sẽ chấp nhận Kim. Thay đổi chấp nhận. Có mấy đứa ngốc mới tin tôi ha. Oh wow, Lý lật lọng luôn hả Lý? Sao ông lật lọng quá vậy? Ê, tôi có bằng chứng nè, trong cái điện thoại này nè nha. Chính tôi đã quay ở quán trà sữa đó. Ừ, ông có muốn coi không? Đưa ra. Ê này, ông định giật hả? Không có đâu. Đó, Lý đã nói rồi mà. Tại lúc đó trong lúc tức, tôi lỡ lời nói rồi mà. Nếu như mà ông không nhận tôi đăng cái clip này lên mạng xã hội không? Đúng đó. Đăng đi, tôi thích bà luôn á. Đăng đi, tạo scandal, thằng Lý này sẽ nổi tiếng. Trời, Lý có suy nghĩ trước khi nói không vậy? Còn lâu, tôi mới thích bà. Vừa học dở, vừa cọc cằn, thô lỗ. Hở cái đánh nhau, mà lại còn xấu xí nữa. Đứa nào chấp nhận bà? Cái gì? Ông có tin là tôi đấm vỡ mặt ông không? Ông dám nói chuyện với con gái vậy hả? Buông ra. Xin lỗi Kim ngay. Buông ra đi thì tôi xin lỗi. Ngay và liền. Còn lâu thì tao mới xin lỗi nó. Quýnh nó. Đừng có đuổi theo nữa. Kệ nó đi. Tôi không có thích tên xấu xa nó nữa đâu. Đúng rồi đó. Tôi thấy bây giờ á, chuyện yêu đương á mình cứ bỏ qua một bên đi. Bây giờ mình phải học. Chứ không thôi là ba mẹ mình sẽ buồn mình lắm á. Việc Thi nói đúng á. Tôi nghĩ là ở tuổi này bà đừng nên yêu đương gì cả. Cảm ơn Việt Thi, cảm ơn Winner nha. Từ nay á, Kim sẽ không thích Lý nữa. Mà Kim sẽ thích một người. Ủa ai? Ai vậy? Winner.